rừng núi gian tay nối lại biển xa và đi một ngày lớn mãi về hồi Sơn Hà. Mắt gắn bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bao ta quay cuồng trời rồng bàn tay ta nắm nơi chân một vòng Việt Nam từ băng vô Nam nổi lên nắm tay ta đi từ đồng hoa khu vườn hang núi đồi cùng hát treo leo tay ta vươn kéo từ quê nghèo đến phố lớn nắm tay nổi lên biển xanh sông gắn nổi lên một vòng tự sinh. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Anh đây, chào các bạn. Chào. Chào các bạn, anh Ly. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giáo Vlog Cuộc Sống của Châu Phi. Thì là ngày hôm nay là bàn ghế là anh em mình đã hàn và đóng đầy đủ đấy nha các bạn. Là được em... tên gọi này là Ly đúng không? Mà tên thật là gì đấy? Dương. Dương, em Dương là em của anh Bình đấy các bạn. Là làm bên xưởng sạch đấy và... hàn mình bàn ghế là cũng là lấy là cái giá cả là hợp lý và vừa đẹp đấy. Thì mình hôm nay là quá trình hàn thì em Dương đã hàn xong rồi. Direito hoje cadeira tudo esse já tá pronto. Ok, obrigado. Agradecemos bastante por essa ajuda que o filho vietnamita faz para Angola e para o nosso povo nesse setor. É de muito agradecer por o esforço que está a evitar para este povo. Agradecemos bastante. Yeah. Seu pai é como? É muito bom, chefe. Para coisa que aparece aqui na nossa comuna, é muito bom. Até agradecemos muito. Agradecemos muito. Já, tá bom. Então, agora tira seu meter dentro. Đấy các bạn, là bây giờ là đúng là hoàn thiện, là gần xong rồi. Thì ngày mai là sẽ tiến hành sơn, sơn toàn bộ là các em có thể vào học rồi. Đấy. Tira seu chứ? Ajuda seu. Ajuda aí. Ajuda đi cá rinh. Đấy, hôm nay lắp cửa đấy nha các bạn, cửa sổ, cửa chính. Pegamos junto. Vâng. Vâng. Ok. Lá, lá. Lá. Isso fica assim. Não. Assim não. Uma mesa, uma cadeira. Sim. Uma mesa, uma cadeira. A mesa está onde agora? Está aí fora. Ah, ok. Uma mesa, uma que... Já, está aqui. Já está aqui. Aqui, 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 aqui. Puxa, puxa um bocado aí. Aí, hợp lý, các bạn. Đẳng cấp luôn. É direita. À, đang còn thiếu sơn, các bạn. Thì tí nữa là anh em mình sơn luôn. Đấy. Diretor. Sim. Como assim? Aí, agora, okay. Aí, não, está muito bonito. Ah? Está muito, tá muito bonito. Senta só aqui, senta. Ai. Sim. Senta. Tá bom? Assim. Só para sentar só. Está muito bonito. Está muito bonito. Está muito bom demais. Tá bom ou não? Então assim. Leva logo três. Yeah. Três meninos, né? Por quatro. Essas crianças são quatro. São quatro. Sim. Ah, sim, senhora. Muito obrigado. Aí, bala cùng con ăn mang này là để bỏ bỏ sách vở. Đấy. Đẹp đấy. Đẹp đấy không? Khá đẳng cấp ấy. Đấy. À, xin tao không? Tá muito bom. Đấy. Tá muito bom. Essa técnica até melhor. É, melhor, né? As crianças não conseguem tirar mais pra você. Já. Levanta ainda. Đây là người cả thầy giáo và người dẫn rất là mừng luôn, rất là vui mừng. Đấy. Dạ, mình ra. Con đấy là ban giáo viên các bạn. Đấy. Director. Sí. Así es, son profesor. Sí, ahí en área do profesor. Dạ, tá bom. Đấy các bạn. Đấy. Đẹp tuyệt vời. Vì đáng lẽ như ở bục giảng ở Việt Nam mình ấy là làm cái bục này là ở phía bên tay phải đúng không? Nhưng mà ở đấy là mặc cái cửa nha các bạn. Ở đấy là mình giờ mà làm bục giảng bên này làm cái chỗ để ban ghế, nhưng ở bên này thì án hết cái cửa vào đấy, nên là mình sẽ làm bên này, làm bên trái đấy. Còn thường thường ở Việt Nam là ở bên phải hết, toàn bộ là ở bên phải. Đấy. Ele está bem, já? Ó para ficar direito. Tem que ficar direito. Aqui tá mal aqui. Essa é minha.
đôi tay thích thích anh qua luôn. Đấy. 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 Dạ, ô tô số bê số không bố quê. Ở đây tao là. Break in, hãy? Dạ. Yes. Đấy, vừa đẹp đấy. Ủa. Tao bông? Tao. Senta ainda para ver. Está muito bom. Ah, senta separado como? Yeah, senta. Vamos sentar todos agora. Hã? É. Vamos sentar todos. Ô, oh, chefe! Yeah. Boa tarde. Yeah. Como está? Yeah. Yeah. Đây là bác tên Huyền thường xuyên đến đó nha các bạn. Ngày nào cũng không, những ngày nào cũng đến. Hey. Okay. Como assim? Não, aqui está tudo bem. Está muito bonito agora. Já temos uma sala pronta, bem artilhada. Não falta mais nada. A não ser só agora a espera dos professores e seus inducantes. Sim. Estar aqui para poder assistir a aulas. Sim. Ah, daí já. Trời, daí. E agora dividi isso para ajudar. Binta já. Cada pessoa uma que... Tá bom? Venda. Yeah. À, tá bom? Đấy các bạn, nó vừa khéo luôn. Đấy, các em nhỏ là ngồi là vừa đẹp luôn. Mình ngồi thì hơi thấp một tí thôi, nhưng mà mình phải là hàn cho các em nhỏ. Senta para ver nè. Senta para ver. Senta para ver. Tá bom? Mete aí. Mete aí. À, tá bom? Tá bom. Đấy, là vừa. Đấy, vai lá, phim vai lá. Tu vai xuống. Sim, senhor. É muita coisa que se fez em prol desta comunidade. Esperamos que essa ajuda não pare por aqui, que continuasse ainda nos dar mais salas, mais material, mais muita coisa para esta comunidade. Yeah. Não é processo fácil. Desde 1972 que se fundou essa escola, nunca apareceu mais pessoa da caridade como ele. Sim. É só o senhor que sabe. É que deu a mão a ele e induziu a esta comunidade para ajudar. Sim. É, gostamos tanto. Esperando. Ok các bạn, bây giờ là anh em mình sẽ tiến hành sơn và sẽ lắp toàn. Esse agora vou meter tudo de janela já. Janela, sim. De janela, porta. Outro ajuda a ficar binta aqui. Sim, para binta. Sim, vai binta para... Esse amanhã vou binta já. Sim, sim. Para terminar, acabou. Para todo cliente que entra, é tudo. Chuva por tudo. Sim, sim. Assim tá bom? Tá bom! Aí, com những người dân và toàn thể... là rất là vui các bạn. Đấy, những em nhỏ cũng đang ngồi xuống bàn ghế là vừa khéo luôn chứ. Đẹp ấy. Dạ. À xin, tá bom? Tá muito bom. Tá pronto? Muito bom. Tá pronto. Nós e a comunidade mesmo. E vamos falar sobre o gesto que ele fez. Sim, exatamente. Yeah. Ele, esse vietnamita, nos ajudou muito. Sim. Até se é que fôssemos assim, pessoas pesadas também, devíamos pensar um bom para ele. É, ele pensou bem para a nossa comunidade, para nós, para a nossa geração, Vitória, estudar bem, sentir-se tranquilo nessa escola. E nós, como encarregado, o que é que nós pensamos para ele? Para nós, como
A pobreza reina, nos diríamos assim, embora com as mãos pesadas que sempre nunca ofertamos a ninguém. Sim. A nossa alegria, a nossa alegria é enorme. É enorme. Muito, acredito que... Não, pode falar também. Assim. É, e estamos tão contentes mesmo a ver essa situação desse gesto que o vietnamita está fazendo. Ok, obrigado. Obrigado. A Sekulu, pai. Popiala chimwe etulete. Aha. Cho. Tala kwa mkonjo. Điều các bạn là thứ hai là anh em mình sẽ tiến hành dạng mỏng ở ngôi nhà, ngôi phòng học mới là tiến hành xây để tiện triển khai nhanh cho các em có thể đến trường và sau đó là sẽ đến nhà nội vụ để dành cho các thầy cô giáo là tạm trú để tạo cho họ một cái động lực cho sự nghiệp trong người để được đến với người dân bản là sẽ giúp các em nhỏ sau này có một tương lai tốt. Đấy. Sope sope đi. À, si me me ya lua. Eu estava a pensar que talvez esse é o tal que vai colocar ali uma coisa assim aparecida. Mas afinal de contas, são mesmo esses que são necessários. Esses aqui não estragam à toa. Não. Tá bonito assim? Ủa bố đi thôi. Nó để sạc cây nụ sao muốn tôi chứ. Tôi sao mà mẹ ra của rêu. À xin. Bank của rêu. Yeah. Xa vời vời, người chết nơi linh thiêng bao đời và nụ cười nói chuyện buồn. Từng núi gian
nay nổi lại biên xa ta đi vòng quanh lối mai về nơi sơn hà mắt gần bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bao ca rơi buồn rơi sông hoàn tay ta nắm nơi trong đất con Việt Nam từ bắc vô nam nổi lên nắm tay ta đi từ đầm quán vu vươn hết núi đồi vườn hoa treo leo tay ta vươn theo từ quê nhà đến phố lớn nắm tay nổi lên biển xanh sông gắn nơi biển mở cõi tươi xinh vườn nước gió đêm vui nơi này dòng môn nơi con tim đồng loại tình vui trong ngày mới hãy phố lớn con xa vời vời người trên nơi linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên môi ok các bạn, đây là hồi lúc chiều giờ là anh em mình đã tiến hành là sơn bàn và lắp cửa, bây giờ là lắp cửa sổ, đây gần xong rồi. Bây giờ como assim? Tá muito bom. Ah, sim, tá muito bom, tá bonito demais. É isso que nós esperávamos. Agora está tudo bem. Sim. Esse agora já está quase pronto já. Está pronto. Sim. Quase não, já está pronto. Já está, é mesmo, já está. Sim, sim. O que nos falta só é a varanda lá à frente. Sim, sim. Đây là thầy hiệu trưởng là đứng từ sáng nha các bạn. Đấy, không rời bước, không rời bước trường học. Phòng học là đứng từ sáng đến giờ. Thì bây giờ là cũng là hoàn thiện đến 90% nha các bạn. Là ngày mai là anh em mình sẽ sơn tường. Đấy, tiến hành sơn tường. Sơn và bắt đầu là sẽ tiến hành xây một phòng khác bên kia nữa. Đấy. Así está bom, né, bonito. Tá bonito. Agora vai faltar só a pintura. Ah, sim. Possivelmente amanhã. Não, depois da manhã, né? Segunda-feira. Ah, segunda-feira, sim, sim. Segunda-feira. Vamos prontar com as pinturas. Cái này cũng chắc phải nhờ thầy Lindo lên để phao chỉ các bạn. Mestre này. Você sabe desenhar aqui? Sim, sim. Sabe? À, là anh này cũng là biết là phao chỉ các bạn. Então, amanhã fazer já. Sim, tá bem, fazer sua cedulinha. Assim, em cima sua aqui. Já, é. Dobra. É mesmo, tudo assim, fica bonito. É aqui, né? É aqui, tem que fazer tipo assim, né? Quando chegar aqui, né? Tipo dobra. Uma dobra como assim? Já, é mesmo assim. É mesmo assim. Tá vendo? Lá em cima também, aqui. Tá vendo? Mas é pequeno, não é muito, muito grande, não. Ah, tá bem. Sim. Camadas conforme isso assim? Sim, senhora. À, thì hôm nay là chỉ là để tráng khô chống nha mọi người, là chống lắp chốt ấy, là để khô. Xong ngày mai là sẽ sơn và tiến hành phao chỉ. Đấy. Rất là đẹp. Así está bonito, mano. Vou abrir já, né? Não, não vai mexer. Đấy là để khô nha các bạn. Khô xong thì bắt đầu mới phao chỉ. Đấy. Bây giờ cũng là muộn rồi. Đấy. Cuối tuần mà. Cuối tuần là người dân là cũng đi lễ. Nhưng mà hôm nay là rất là mừng vì bàn ghế về là chuẩn bị cho các em học sinh đến trường đi học. Là người dân đến giúp đỡ rất là nhiệt tình nha các bạn. Yeah. Ô, sopa! Ei, foi aonde o finale? Epa, ia na nobra, senhor. Ah, aí, Jovan, xe đạp. Leva o diretor, se sopiu, anda com ele. Vai me deixar cair. Eu já estou doente aqui. Sim, sim. Sopa, não sabe levar. Ah, não. Não consegue. Vai ainda, vai. Vai, corre. Vai. Vai caiu. Vai caiu. Isso, eu não vou lutar. Tá tudo aí, eu digo lá. Não vai conseguir. Ainda é jovem, ele consegue conduzir. É mesmo, jovem, é topa ali, jovem. Nhoco. Đấy các bạn, xe đời mới các bạn, xe đời cũ như ở hôm anh Đông và anh Dũng mua đó. Là có phánh, nhưng xe này là phánh ở bằng bằng bàn đạp các bạn. Đấy, nhiều người cũng thắc mắc, nhưng bây giờ mình cũng thắc mắc, nhưng mà phanh ở đây là phanh bằng bàn đạp. Đấy, đi mua hỏi người ta bảo là xe này phanh tay không có, chỉ có phanh bằng bàn đạp đấy. Đấy. Ok các bạn, là bây giờ là có
em Dương là đã lên lắp cửa cho mình là xong tất cả rồi, cửa là rất đẹp. Cảm ơn em nhiều nha. Đây là em của anh Bình đấy các bạn, như đâu video mình đã nói đấy, hôm kia mình quay anh Bình đấy, xưởng han sắt đấy. Ngoài này là toàn bộ xong xuôi cả rồi. Đấy con cửa này nha các bạn. Cửa rất là đẹp các bạn này. Đấy. Cửa đấy. Cửa là có viên hóa nha các bạn. Đấy, viên hóa. Hả? À? Làm cái cửa này đẹp cái ali ạ. Kiểu này là đẹp ấy. Kiểu kiểu này là kiểu giả gô à. À. Đấy. Ok, ensino para đẹp lên cái cửa đấy, đúng. Agradecer a chegada da visita. Aí, toàn bộ thờ và thầy giáo đã ngồi trong nhà. Por entrar na senta. Não tenho ainda para o ensinar porque oh. Também estou pendente agora aqui. Olá, pessoa. Oh, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como está? Tudo bem, né? Nós estamos bem. Đấy, ngồi các bạn hình dung ra cái lớp học kia rất là đẹp. Por senta, sou. Já não tem problema. Esse agora, esse amanhã, sou fã da Binta. Para terminar já. Terminar. Esse do chá também? Primeiro é colocar o quadro ou pintar? Não, tem que pintar, depois colocar. Ah, tá. Sim, sim. Depois mais um cimento do chá. Para pronto. Fica, sim. Tá bom. Esse tá cuia? Yeah. Hoje a nossa casa está pronta. É, só falta agora entregar, porque não entregue a nós. Nós temos entidades para tornar que é o nosso chefe supremo da comuna. É só ele que tem autoria de receber esta casa. Eu já não, porque se eu fazer isso, serei condenado. Não era possível. E como processo de construção, o PIM em Angola, se calhar abrange a ele, embora ele é vietnamita, mas consta nesse processo, ele sabe por que está a fazer isso. Mas eu agradeço bastante pela ajuda que nos fez. Eu não sei agora a nossa comunidade, como encarregado pai das crianças, como é que estão a se sentir naquilo que nos foi oferta. Yeah. Assim já está pronto. Đấy, bàn học nó vừa khẽ cho các bạn. Đấy, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Mấy tên mau anh đã bắt đầu về nhé. Mấy tên mau assim. À, tá bom? Tá bom. À, đấy. Teria a primeira impressão a dizer assim. Irei dizer assim: Angola e Cuba, Angola e Vietnã são países amigos junto ao progresso, ou rumo ao progresso. Eu só irei dizer assim: Angola e Vietnã, países amigos rumo ao progresso. Ainda vamos, sim, repetir isso. Angola e Vietnã. Angola e Vietnã. Não, eu vou dizer só. Angola e Vietnã, vocês vão responder só. Rumo, países amigos para o progresso. Junto ao progresso. Ou rumo ao progresso. Estão a entender isso? Sim. Angola e Vietnã. Países amigos. Rumo ao Angola progresso. Angola e Vietnã. Angola e Vietnã. Não, países amigos. Países amigos. Exatamente. A nossa alegria é enorme termos esta casa bem edificada. Realmente, os nossos irmãos que eram encarregados, ou que estão encarregados, que nós havíamos direcionado o irmão Bilhete, tentaram lutar, batalhar, mas não conseguimos. Ficou isto ano e ano. Estávamos parados por causa de recursos financeiros que não iríamos conseguir. Mas, nessas oportunidades, aparece-nos uma imunidade enorme que não temos até como agradecer, vermos o senhor vietnamita Anthony vir aqui e tentar acertar e fazer essa construção toda. Para nós é uma grande alegria. Amanhã continua mais, já? Ok, continua mais de trabalhar. Já, de jeito, suba. Assim tá, esse aula tem que continuar bem aqui, já? Para esse amanhã, só falta colocar esse do linha. Binta, vai terminar já. Muito obrigado. Assim tá bom. Ok, já, ngày hôm nay là nhà mình là đã lên đây, là đã lắp
xong hoàn thành cửa ban ghế và tất cả nội thất ở phía trong là bây giờ là đã xong. Và ngày mai là sẽ tiến hành làm những cái viên đằng cửa đấy các bạn. Đấy, viên ở cửa đấy là xong, nó sẽ sơn. Và khoảng sáng thứ ba là tất cả mọi thứ đã hoàn thành. Te sa fe ra ya te mena tu du. Ta ben. Para tu du entra a escola, para tu da. Ok? Obrigado, oxalá. Ok các bạn, thì video của mình hôm nay cũng xin phép được dừng tại đây. Các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ anh nhé chúng tôi nha các bạn. Chào các bạn! Việt Nam!